Xin chào các bạn, hiện tại Sóng Tình Yêu GB đang có mặt tại Việt Nam và hàng ngày Sóng Tình Yêu GB có cơ hội nghe được những cuộc điện thoại của các bạn ở các nơi gọi đến cái số điện thoại giống như cái số mà mình đang cho các bạn ở trên màn hình mà các bạn nhìn. Vì đa phần các bạn muốn hỏi là làm như thế nào để có thể kết nối được Sóng Tình Yêu để họ muốn tư vấn trực tiếp. Thì khi các bạn muốn tư vấn trực tiếp với Sóng Tình Yêu GB thì các bạn liên hệ qua Zalo, Viber qua cái số 0938 100 988. Còn các bạn ở các nước, ở các châu trên toàn thế giới thì sẽ có cái phần gọi là thêm cái đầu số 84 mã quốc gia Việt Nam, có cái đầu số 84 938 100 988 thì các bạn sẽ kết nối được với Sóng Tình Yêu GB. Bản thân mình sẽ có cái cách hướng dẫn các bạn để các bạn làm như thế nào để có thể trở thành thân chủ của mình. Và hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Trong cuộc đời của một người đàn bà, không có một nỗi đau nào lớn và đau nhất, buồn khổ nhất bằng cái việc chồng ngoại tình. Có những khi cái nỗi đau đó nó đẩy bạn đến một mức mà bạn không thể khóc khi nói về nỗi đau nữa, thì chứng tỏ cái sự đau khổ tận cùng, gọi có thể nói là đau đớn đến thấu tâm can. Khi mà cái sự cô đơn của bạn nó làm cho bạn rơi xuống vực thẳm và nghĩ rằng chẳng ai có thể bên cạnh bạn lúc này, vì tình yêu của bạn dồn cho người chồng, vì bạn đã yêu người đàn ông đó đến mức như thế, mình hy sinh cho chồng, tại sao chồng lại đối xử với mình một cách bạc ác như vậy. Có những người phụ nữ đau khổ nhưng mà vẫn phải cười, vẫn phải sống bên chồng. Có những lúc tủi thân, thấy mình quá cực, quá khổ, người ta cũng có thể là tự tràn nước mắt ra để mà nghĩ về cuộc đời của chính bản thân. Cùng với những cái nỗi đau đó đã đẩy họ đến tận cùng của cái sự đau đớn trong tâm. Và khi người phụ nữ từng ngày sống trong cái nghiệp chướng của bản thân và người đàn ông đó, thì cái câu hỏi của nữ thân chủ khi mà đến tư vấn với Sóng Tình Yêu trong cái cây, trong cái trường hợp này, là làm sao để cô ấy có đủ dũng khí để mà bỏ chồng, để cho bớt sợ hãi vì cái sự mất mát trong đổ vỡ làm cho cô ấy không dám bỏ chồng. Tại vì nghĩ đến cái việc bỏ chồng là chạm đến nỗi đau, nên là đầu óc thường xuyên câu có, đầu óc túng quẫn, đầu óc bối rối, đầu óc có nghĩa là không thể nghĩ được cái điều gì, ngạt thở, đau đớn như vậy, nên là sợ hãi về cái điều đó mà không thể bỏ chồng được, mặc dù là muốn bỏ chồng, ghét chồng, khinh chồng, giận chồng, hận chồng luôn. Cái câu hỏi thứ hai của thân chủ này dành cho mình đó chính là nếu em không bỏ chồng được thì chị hãy dạy cho em cái cách sống để em có thể được an yên khi mà em không thể bỏ chồng em được. Và nếu mà chồng em muốn bỏ em thì nó sẽ tốt hơn chị ạ. Vậy làm sao để cho chồng em bỏ em bây giờ hả chị, khi mà em không thể chủ động bỏ được chồng? Nếu mà chồng em quay mặt tệ bạc với em, rồi chồng em bỏ rơi em trong hôn nhân, thì đó sẽ là cái cớ mà em không thể nào giữ được chân chồng. Chính vì vậy mà em sẽ phải buông tay, em phải bỏ chồng, bởi vì em có muốn giữ chồng cũng không được. Vậy thì làm như thế nào để em có được những cái điều em mong muốn? Bạn thấy không, cái người phụ nữ này họ đau khổ đến mức như vậy. Họ muốn bỏ mà họ không bỏ được, họ bị ức chế, họ giữ lại thì họ rất đau, mà họ bỏ họ còn đau hơn. Chính vì vậy mà họ khổ sở trong cái sự đau đớn đó. Người phụ nữ thì được cha mẹ chồng động viên là cố nhẫn nhịn cho qua ngày rồi chồng con sẽ thay đổi. Còn cha mẹ ruột thì nói là đừng có bỏ mà hãy sống như vậy đi. Cứ như thế, cha mẹ chồng cũng nói như vậy mà cha mẹ ruột cũng nói như thế. Thì cô cứ ôm đau mà sống, dù bị chồng chửi oan, chửi ác, chửi vu khống, chửi tàn độc. Làm sao để em có thể thay đổi được nghiệp chướng của mình đây hả chị? Làm sao để giúp cho chồng em bớt tạo những nghiệp chướng? Làm sao cho con em đừng có bị quả báo? Rồi làm sao để em có thể bớt được cái nghiệp của mình khi mà sống với chồng mà lại đau khổ như thế này? Cứ nghĩ đến cái việc đó là em nổi cuồng cuồng lên, đau khổ, ghen tức,
và rất là hận mình, hận chồng nữa. Rất là cảm ơn em đã tìm đến với Sóng Tình Yêu GB. Nghe tâm sự của em, bản thân em cũng chia sẻ rằng ở quê kiếm được 600 ngàn rất là khó khăn chị ạ. Em đi làm công nhân tháng 4 5 triệu, dành dụm mãi mới dám tư vấn cùng với chị, nghe rất là thương. Đó, một người phụ nữ tằn tiện sống qua ngày giống như vậy mà đem tất cả những cái nỗi đau của mình trao gửi đến Sóng Tình Yêu GB. Mình rất là trân trọng, rất là thương em nhé. Rất là cảm ơn em đã tin tưởng và chọn tôi trong cái trường hợp này để tôi có thể phân tích cùng em những cái vấn đề mà em đang khúc mắc. Khi mà nói về những câu hỏi của em đặt ra thì tôi thấy rằng em là một người chắc có lẽ là đã bỏ thời gian ra để suy nghĩ về cuộc đời, cũng như là em là một người phụ nữ có cái nhận thức tốt. Nhưng mà lỡ lấy phải một người chồng, phải nói rằng cái từ cặn bã nó có đúng không em? Lấy một người chồng tệ bạc, lấy một người chồng không đáng chồng, nó rất là thương cho em. Do tuổi trẻ em đi làm xa mà lại không hiểu rõ về cái người đàn ông mà em lấy. Khi mà em hiểu rõ thì em lại yêu họ mất rồi. Chồng em nghiện ma túy, khi mà em yêu em lại không biết. Em lấy về em biết thì chồng em phải đi cai, phải vào tù ra tội. Anh ấy lại không nghĩ đến cái quá trình mà em ở nhà. Sau mấy năm anh ta đi tù về, anh ta cũng làm nghề, nhưng mà sau đó lại tiếp tục chơi đá, không bỏ được cái sự nghiện ngập của mình, mà để ham chơi, để có tiền chơi, phải tạo ra được cái công việc để mà chơi, chơi cho lâu, chơi cho dài, chơi cho sướng, chơi để mà kiếm lợi thì phải buôn bán đúng không? Đấy. Nhưng mà chị nói với em biết rằng hiện tại ở Việt Nam chúng ta đã có cái gọi là cái căn cước có gắn chip, thì cái điều đó các em làm những cái việc bất chính sẽ gặp những cái hậu quả trong cái sự kiểm soát đấy. Thế nên là các em phải biết được dừng lại những cái thói hư tật xấu của mình. Đừng có nghĩ rằng mình sẽ trốn được, thoát được. Đấy, cái điều này các bạn phải cực kỳ chú ý nhé. Khi mà người đàn ông đó đã có cái tính xấu, cái sự sai trái về bản thân, không có chịu sửa mà lại còn có cái máu là tát gái ở cùng làng, nhưng mà người phụ nữ đó ở xa, ở khác miền, ở tận trong miền Trung, mà anh ta thì buông lời cất nhã tán cái cô đó yêu xa, thì em cũng vì yêu chồng mà đánh ghen. Em cũng đánh ghen bằng cái hình thức đánh ghen internet, em đánh ghen bằng công nghệ, em đánh ghen bằng cái việc mà em báo cho chồng, rồi chồng cô ta đánh cô ta thật. Đấy, yêu ảo mà bị đánh thật chứ không phải là đánh chơi. Đây sẽ là một bài học dành cho những người phụ nữ đang có chồng mà không có giữ được mình, yêu xa rồi yêu vớ va vớ vẩn, yêu không biết để làm gì, yêu có lấy được không cũng không lấy được, rồi yêu có bỏ chồng không cũng không bỏ chồng, và yêu để làm gì khi mà chẳng được cái gì, mà cuối cùng là mình ăn đòn là có thật. Đấy, nên sống thật nha những người phụ nữ đang làm vợ. Nếu cảm thấy mình không còn yêu chồng, chồng quá tệ, quá sai, quá xấu thì mình bỏ để mình bớt tổn thương. Còn nếu chồng mình là cái người đàn ông tốt thì mình phải nói cho chồng mình biết những cái nỗi khổ của mình. Nếu bạn không biết cách nói, các bạn không biết cách chia sẻ, hãy tìm đến với Sóng Tình Yêu GB để tôi hướng dẫn cho các bạn cách chia sẻ với chồng, để được chồng thấu hiểu, chồng yêu thương các bạn, để mà chuyển đổi, cảm hóa chồng của các bạn tốt đẹp hơn nhé. Do cái người phụ nữ đó ở xa nên chồng em có thể bịp, chồng em có thể lừa, chồng em có thể dùng những lời ngon ngọt để mà mê hoặc người ta thì không nói. Nhưng mà vì em đã nói một cái lời là do cái người đàn bà đó ở xa nên anh mới lừa, anh mới bịp được. Còn cái thứ như anh ở đây ai mà thèm lấy? Chính vì hận cái câu nói đó của em mà anh chồng của em, anh lại đi tán ngay một người phụ nữ khác cùng với làng luôn, ở ngay trong làng đó luôn, ở gần nhà em luôn. Hàng xóm, có thể gọi là hàng xóm, biết nhau đi, cũng có biết nhau ở cái khu đó. Lúc này chồng em mới đổ thừa cho em rằng vì cô nói như thế nên tôi quen, để cho cô thấy rằng tôi đây là cái người đàn ông có cái sức hấp dẫn lắm. Dù tôi xấu, tôi hư như vậy nhưng mà những người đàn bà cũng thích tôi lắm. Những người đàn bà đó mê tôi. Đấy, cái đối tượng mà anh ta đang tán là một người phụ nữ có cái tính lẳng lơ, dâm dê, cắm sừng lên đầu chồng. Chồng chán, chồng chê, chồng bỏ nhà ra đi. Đấy, chính lúc mà chồng cô ta bỏ đi thì cô ta cũng thừa biết
là chồng của bạn là người như thế nào rồi. Nhưng mà cô ta vẫn bập vào để chi tìm một chút tình, tính vớ va vớ vẩn cũng chẳng đi đến đâu. Bởi vì những người phụ nữ gặp chồng của bạn cũng đều là những người có cái nghiệp chướng rất là lớn. Cái cô mà chồng bạn yêu xa đấy mà bị chồng đánh đấy, là cô đấy là người thứ ba bất đắc dĩ, rồi cuối cùng là cũng bị chồng dạy cho một bài học, rồi tỉnh táo rồi, cô đấy may mà dứt được cái mộng tình không có thành với chồng em, hóa ra lại may. Chứ cô ta mà bập vào giống hệt như cô này hiện tại đây thì cô này cũng là quá là nghiệp chướng, rất là tội cho những người đàn bà đến cùng với chồng em để gieo những cái nghiệp không được thiện lành em nhé. Bản thân em thì nói rằng chồng của em là cái người sống ngược ý với em, tức là luôn sống với một cái thái độ thách thức, làm những cái điều ngược lại để cho em tức, để cho em phải nghĩ rằng anh ta sẽ không chiều. Chính bản thân em nhận xét rằng chồng em là cái kiểu người ngang tàng bướng bỉnh, thể hiện ta đây làm sai không nhận mình sai, muốn người khác phục tùng mình, nói những lời hay tốt đẹp với chồng của em, chồng của em cũng làm cho em tức tối. Ví dụ như là những cái thái độ khi mà em muốn chồng em tắm rửa xong, cả nhà ngồi đợi anh ta vào ăn bữa cơm cho ngon lành, cho nó có cái tính đoàn tụ, thì anh ta lại chửi tục, xa xả vào vợ con, khiến cho em cũng không thể nào giữ được cái sự bình tĩnh và kiên nhẫn với cái kiểu người đàn ông như thế. Em cảm thấy tổn thương, em cảm thấy chai sạn, bởi vì em dành cho chồng em một bữa ăn tối, có con, có cái ở đó mà chồng em như là hấp cái bãi nước bẩn vào mặt em, trước mặt con của em, khiến cho em tổn thương. Cái vấn đề chính yếu ở đây có thể nói rằng chồng em là một người đàn ông xấu. Anh ta không cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh ta, và bản chất anh ta làm những cái điều rất là xấu, rất là tệ, rất là ác với nhiều người, gieo những cái mầm mống, những cái chết trắng cho bao nhiêu cái cảnh đời tan thương. Biết bao nhiêu gia đình khổ sở vì ma túy, biết bao nhiêu người khốn đốn, mất công ăn, mất việc làm, mất gia đình, mất tất cả mọi thứ, đánh mất cả bản thân mình cũng chỉ vì những cơn say cơn nghiện. Nó làm cho con người ta u mê, nó làm cho con người ta bị hủy hoại. Vấn đề của người vợ là gì? Khi mà em muốn bỏ chồng nhưng mà em lại không thể nào đối diện với chính bản thân em là rất yêu chồng, rất lụy chồng, và chính em lại không vượt qua được nỗi đau của cái việc mà em sợ đau đớn khi mất chồng. Em còn yêu nên em còn lụy, em còn hy vọng, em còn muốn chồng thay đổi. Qua cái cách giao tiếp của em trong khi nói chuyện với sóng tình UGB thì bản thân sóng tình UGB phải kiểm chứng thân chủ xem họ thực sự có muốn bỏ chồng hay không, hay chỉ vì cái chuyện họ mới cãi vã với chồng xong, họ không còn muốn gắn bó với chồng nữa, họ đã thật sự muốn bỏ chồng hay chưa. Qua cái cách giao tiếp, mình đã thử thách cô ấy một vài cái điểm và mình biết rằng cô ấy thực sự chẳng có nghĩ đến cái chuyện bỏ chồng đâu. Miệng thì nói oang oang vậy thôi nhưng mà trong bụng mềm lắm. Chồng chỉ cần dỗ dành một xíu xíu thôi là quên hết, lại tha thứ. Với những cái kiểu người phụ nữ yêu thương chồng đến mức như thế này thì khi mà bạn đã nghĩ rằng bạn không thể bỏ chồng thì bạn đừng có nghĩ nó nữa. Bạn đừng có nghĩ đến điều như thế nữa. Vì khi mà bạn nghĩ đến thì bạn đau khổ, bạn đau đầu, bạn không ngủ được, bạn không ăn được, bạn khổ trong tâm. Vậy thì cái lợi ích của cái việc mà bạn không bỏ chồng đó chính là bạn không đau não này, bạn không cần ghen tuông nữa này, bạn không tức giận. Cái điều thứ hai, muốn bỏ mà không đau đớn á, hoặc là muốn chồng bỏ mình á, vì chính bạn là cái người không thể tự bỏ. Bây giờ chờ người ta bỏ mình đi thì mình đỡ phải đau hơn, vì mình có muốn giữ người ta cũng giữ không được. Có thể thấy rằng một cái trạng thái của bạn là mất cân bằng trong cái việc mà sống với chồng và quá lệ thuộc vào cái tình cảm, quá lệ thuộc vào một người đàn ông mà bạn yêu, và người đàn ông đó lại là một người đàn ông không tốt đẹp. Bạn đã rơi vào một cái thế bị động. Trong con người của các bạn có một khối u nhưng mà bạn lại không có đủ dũng khí để mà phẫu thuật, để làm cho cơ thể mình tốt đẹp, loại bỏ những cái yếu tố xấu hàng ngày nó vẫn xâm nhập đến cơ thể của bạn, mà bạn chờ cho khối u đó tự vỡ. Đó, bạn để cho một cái yếu tố nào đó tác động đến bạn, chứ bạn không thể tự làm cái điều đó cho mình. Đây có thể nói là cái trạng thái bạn yêu một cách mù quáng, yêu bất chấp,
Đó chính là cái giá của bạn phải trả khi mà bạn đã chọn một người đàn ông rất là xấu, vì không chọn lựa một cách kỹ lưỡng. Nên là khi mà phát hiện ra thì mình đã trở thành một người đàn bà mất rồi. Gạo đã nấu thành cơm rồi, bụng mang dạ chửa rồi. Chính vì như thế, bạn chẳng thể nào mà phá vỡ gia đình của mình khi mà bạn lỡ yêu thật. Phụ nữ lấy chồng, có con, yêu thương chồng con, chẳng nghĩ gì hơn ngoài cái chuyện đó. Khi mà đối diện với tất cả cái tình cảm, cái công sức của mình vun đắp cho một gia đình mất đi, chẳng ai muốn, không ai dám nghĩ đến cái chuyện đó luôn. Nghĩ đến là thấy đau khổ đến mức mà thở không được rồi. Thôi đừng có nghĩ đến nữa, để cho mình đừng có tự hành hạ mình vì những cái điều mà mình không thể vượt qua được, mình không làm được. Mình đừng có nghĩ đến cái chuyện đó nữa ha. Cái chuyện mà làm sao để cho chồng em bỏ em, chồng em tự bỏ, thì cái việc đó là việc của anh ta. Còn cho dù anh ta có bỏ em hay không thì em vẫn được hạnh phúc, thì cái điều đó phải là ở nơi em tự làm cho chính em. Đó chính là em phải niệm Phật để nhiếp tâm, em niệm Phật để em bớt tập trung vào chồng của em, em niệm Phật để em có cái công việc, để em nghĩ về nó, để nghĩ về những cái điều mà làm cho em tốt đẹp hơn. Nhiều người sẽ không tin đâu nha. Nhiều người sẽ nghĩ rằng niệm Phật là cái gì, niệm Phật làm sao mà hết đau khổ được. Nếu mà niệm Phật được thì người ta đã đi niệm Phật hết rồi. Tại sao bạn lại biết rằng niệm Phật không giúp cho các bạn thoát được khổ đau? Chính bản thân Sống Tình Yêu GB đã niệm chú, niệm Phật nhiều năm, biết được những cái điều tốt đẹp mà niệm Phật mang đến cho các bạn. Niệm Phật cũng là một cách tu, nhưng mà niệm Phật cũng là một cái cách mà giúp cho các bạn chữa được những căn bệnh. Và cái căn bệnh mà làm cho các bạn đau khổ nhất đó chính là căn bệnh của vọng niệm tấn công. Khi mà các bạn cứ nghĩ về những cái chuyện mà làm cho bạn không vui, ví dụ như là chồng ngoại tình này, chồng nói những cái lời ác khẩu này, bạn cứ suy nghĩ hoài, đầu bạn mụ mẫm, não bạn căng lên, bạn đau khổ. Nhưng mà khi các bạn niệm Phật, các bạn không đau khổ, mà các bạn niệm Phật nhiều thành thuần thục, rồi niệm chú hoặc là ngồi thiền, các bạn sẽ thấy thân tâm các bạn được an lạc, và từ từ những cái sự khúc mắc trong lòng các bạn sẽ được tháo gỡ. Đến một lúc nào đó bạn cứ chuyên tâm niệm Phật, bạn sẽ tự thấy con người của bạn sáng suốt lên. Cái việc mà bạn bỏ chồng hay là chồng bỏ bạn, nó không phải là một vấn đề mà bạn cần phải nghĩ nữa. Mà lúc đó con người của các bạn giống hệt như là, như thế này, nói như thế này cho nó dễ hiểu này. Các bạn đang ngồi khóc hu hu vậy đó, mà tự nhiên có một cái ông tiên, ông hiện ra, ông hỏi vì sao con khóc. Con khóc vì chồng con quá hư, con khóc vì con yêu chồng mà chồng con nói những lời ác độc. Con đã chỉnh sửa rất nhiều, con nói những cái lời tốt đẹp mà tại sao chồng con vẫn ác với con? Tại sao chồng con ngoại tình? Ông bụt, ông tiên, ông mới lấy cái cây phất trần, cái cây mà phẩy phẩy đó, ông đập vào đầu các bạn một cái, tự nhiên cái não của các bạn sáng lên. Các bạn sẽ có những cái con đường mà các bạn tự chọn, các bạn có đủ sức mạnh, các bạn có đủ cái sự sáng suốt, các bạn có đủ cái nghị lực để bước qua cái miền tăm tối trong cuộc đời của mỗi người, đặc biệt là các bạn, những người phụ nữ có chồng ngoại tình, có chồng tệ bạc, có chồng ăn chơi, có chồng tù tội. Khi mà nói chuyện với thân chủ, bản thân Sống Tình Yêu GB cũng đưa ra những nhân chứng, vật chứng để chứng minh cho các bạn thấy rằng những điều Sống Tình Yêu GB chia sẻ với các thân chủ là có căn cứ, có bằng chứng, có cái sự thuyết phục để làm cho thân chủ tin tưởng vào cái việc niệm Phật, niệm chú để cho các bạn được thân tâm an lạc, trụ tâm an hòa, tâm bình an sáng suốt, giúp các bạn ngủ ngon này, không đau khổ này, giúp cho những người u mê trở nên sáng suốt. Nói trắng ra là những người mà ngơ ngơ ngáo ngáo cũng trở thành người bình tĩnh tốt đẹp hơn. Có một số người đã từ người nghèo thành người giàu, có những người vì nghiệp chướng ái dục quá nhiều mà nhờ niệm Phật niệm chú, tu theo tánh biết mà dứt bỏ được những cái nghiệp chướng trong cuộc đời của họ, giảm bớt đi những cái điều mà họ đã làm và tạo ra trong cái sự lầm lạc u mê của chính mình. Cái lúc mà họ u mê, họ làm những cái điều đó, họ nghĩ rằng họ hay lắm, họ khôn lắm, tại vì họ đang mê mà, họ đang say. Cái kẻ say không biết rằng mình đang say, uống cho cố vào và tạo ra vẻ như mình là cái người anh hùng trong lúc say. Nhưng khi tỉnh lại mới thấy mình say là mình bậy,
Mình say là mình không khôn, mình say là mình ngốc lắm, nhưng mà mình đâu có biết lúc rượu vào say, lúc mê, lúc u ám, rồi lúc mà tầm bậy tầm bạ thì đâu có hiểu. Đấy, cái lúc tỉnh thì mới biết được. Nên các bạn hãy tin vào lời của Sóng Tình UGB nói. Chính bản thân mình đã là một nhân chứng kiểm chứng được những cái điều này mới truyền đạt cho các bạn nghe. Thực sự giá trị của Phật Pháp mang đến cho cuộc đời của nhân loại những cái lợi ích vô biên, không thể dùng một lời mà có thể nói hết được. Đấy, các bạn hãy thực hành để kiểm chứng xem Sóng Tình UGB có nói dóc hay không nhé. Lúc mà các bạn chiêm nghiệm được cái lời của Sóng Tình Yêu nói thì sẽ là một cái đáp án chính xác nhất dành cho những người có tâm thành. Đấy. Nói mà không làm thì không tốt, bằng cái việc mà vừa nói vừa làm sẽ có lợi ích hơn bạn nhé. Trong cái lúc tư vấn với bạn, tôi đã giúp cho bạn biết rằng nên niệm Phật thành tâm như thế nào để có được cái điều tốt đẹp, nên niệm Phật như thế nào và nên sám hối, cầu phước như thế nào và làm như thế nào để bạn có thể vượt qua được những nỗi đau về tâm. Thì hy vọng rằng bạn hãy thực hiện để nhận được những cái điều tốt lành đến với bạn. Nói về cách thay đổi chồng và em nữa. Vì sao mà chồng lại trở nên ác khẩu, chồng lại thách đố em, chồng lại muốn thi gan với em, muốn đấu với em, luôn luôn ở cái trạng thái là đối đầu chứ không đối diện, mà cũng chẳng phải là gọi là đối thoại nữa, mà chính bản thân anh ta luôn muốn làm những cái điều ngược lại ý em. Vì sao anh ta có tiền mà lại không cho em, mà lâu lâu em phải đi ăn trộm? Đấy, anh ta có rất là nhiều cái nghiệp ác, ví dụ như là nóng giận, tức tối, nói ra những cái lời ác độc. Anh ta phun ra những con dao, những cái loại độc tố mà khiến cho em cảm thấy em không yêu được chồng. Em kinh hãi, em sợ. Em sợ con em nó bị quả báo, em sợ con em nó bị tổn thương. Nó nhìn thấy người cha như thế thì làm sao mà nó trở thành người tốt được. Khi mà anh ta tức giận càng hung hăng hơn, anh ta đánh chết chó mèo, anh ta đánh những cái con vật không liên quan, anh ta cầm cái cây chích điện, anh ta chích vào những cái con bò đang mang thai, rồi anh ta làm cho những cái sự việc trong gia đình hỗn loạn lên. Em có biết tại sao mà anh ta khi mà được em nói những lời yêu thương, ví dụ như mời anh ta vào ăn cơm, khi mà con cái nó đã lên bàn ngồi chờ ba nó, thì anh ta lại ác khẩu với em không? Bởi vì anh ta đã gieo những cái điều quá ác trong cuộc sống này. Chính vì vậy mà anh ta không có được cái phước hưởng được những cái niềm vui mà bao nhiêu người mong muốn. Một người chồng được vợ mời vào ăn cơm cùng với con, mọi người đang chờ mình đi tắm vào để ăn cơm, vậy mà anh ta nỡ lòng nào nói những cái lời coi như phỉ báng, giống hệt như là bạn đang cầm một bó hoa, tự nhiên bị ai đó hất một cái ca nước bẩn vào mặt. Bạn đem đến cho người ta những điều tốt lành, chính anh ta lại càng bị tức hơn khi được đối xử tốt. Vì sao? Vì cái nhân anh ta gieo quá độc nên anh ta không xứng đáng có được bình yên. Em hiểu không? Khi mà em có một người chồng tội lỗi, một người chồng bán cái chất gây nghiện, hại bao người, bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu sinh mạng. Như vậy, chồng em lại ác khẩu, hành hạ những cái con động vật không liên quan. Anh ta xem cái việc mà đánh đập những cái con động vật đó, đánh chết, là cái điều mà anh ta thỏa mãn được cái sự tức giận. Nhiều khi anh ta cũng ngáo đá nữa, anh ta không biết anh ta đang làm gì nữa đó. Khi mà em nghe cái kênh của chị và em được chị tiếp sức cho rất là nhiều cái video về nhân quả, em cũng đã nghiên cứu, em cũng đã thấm những cái lời nói của chị, thì em cũng hiểu rồi đó. Tại vì sao mà có những người tự nhiên ra đường bị đánh oan? Rồi tại vì sao mà có những người đàn bà đang mang thai mà bị chồng đánh dã man, tra tấn đến chết? Tại sao có những đứa con mới ra đời đã bị mẹ bóp cổ? Rồi tại sao Sóng Tình UGB lại khuyên những người phụ nữ đang sân si, đang nóng giận niệm Phật? Vì bạn sẽ có được ích lợi. Vì sao mà mọi người nên tin rằng cái việc mà tu hành sẽ tạo ra phước đức và công đức cho chính mình? Đó chính là cái cách mà các bạn hóa giải những nghiệp chướng trong thân, trong tâm của các bạn. Đồng thời các bạn phải thường xuyên sám hối những cái điều các bạn làm. Có những người sống rất ngã mạn, không có tôn giáo và nói rằng tu là ở trong tâm. Tôi đâu cần phải tu, tôi đã sống tốt với mọi người. Nghe những cái lời nói như thế, mình đã thấy cái ngã mạn của họ rất lớn.
Bởi vì người có đạo đức thì thường thấy mình có lỗi. Người mà cảm thấy mình không được tốt đẹp mới thực sự là cái người tốt đẹp. Vì họ biết sửa sai, họ biết nhận ra cái sai của mình. Họ ngày ngày mài, người ta mài dần dần những cái bản ngã người ta xuống để mang lại những cái điều tốt đẹp cho nhiều người sống xung quanh. Thì cái việc như em đang gặp người chồng như thế, thì khi mà chồng em vẫn nói cái cách như vậy làm cho em tổn thương, thì em hãy luôn là một người phụ nữ tốt đẹp. Em hãy đừng có vì cái sự tự ái, đừng có vì cái bản ngã của mình mà nghe thấy chồng nói những lời ác độc như vậy. Em vẫn cứ phải nói hàng ngày những cái điều tốt đẹp. Bởi vì em, khi em tốt đẹp, em sẽ lây được cái sự tốt đẹp. Em gây dựng ra được cái sự tốt đẹp trong ngôi nhà của em. Em dạy con em tốt đẹp, em dạy con em kính trọng cha nó, em dạy chính bản thân em phải nói được những lời tốt đẹp. Bởi vì chỉ có người phụ nữ hạnh phúc mới nói được những cái lời hạnh phúc. Em là người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, em là một người phụ nữ có nhiều nghiệp chướng trong hôn nhân, em hãy tập cách nói ái ngữ với những người đã gây ra sự tổn thương cho em. Chính cái hành động của em không biết nhục là gì đấy, chính cái hành động của em có vẻ như ngớ ngang ngớ ngẩn đấy, sẽ cảm hóa được chồng của các em. Các bạn hiểu cái ý này không? Không tin, làm thử sẽ tin. Làm không được, làm mãi sẽ được. Các bạn hiểu chứ? Bởi vì lương tâm của một con người, cho dù xấu ác đến bao nhiêu đi nữa, thì họ cũng có những lúc thức tỉnh với cái mong muốn, với cái lời chân thành của kẻ khác. Khi mà thấy vợ mình yêu mình nhé, hy sinh cho mình nhé, lo lắng cho mình nhé, họ cũng có những lúc động lòng trước cái lời nói của em. Còn đằng này, cái nguồn sáng của em lúc sáng lúc tối, có nghĩa là em nói lời tốt đẹp với chồng, rồi chồng em phang lại những cái lời độc ác, thế em cũng phang lại những lời độc ác, rồi vài ngày sau em lại nói lời tốt đẹp, rồi chồng em lại không nói được lời tốt đẹp vì anh ta chưa quen. Anh ta chưa quen với cái sự tốt đẹp của em. Em này 50% là nói những lời tốt đẹp, 50% vẫn nói những lời oán hận. Chính vì vậy mà em phải làm sao em nói 10% là em tốt đẹp hết, tức là 100% em đều tốt đẹp hết. Thì anh ta sống trong cái sự tốt đẹp đó, anh ta sẽ bị lây, anh ta sẽ bị ảnh hưởng, anh ta sẽ học hỏi theo những cái điều mà em nói. Khi mà em sống với một người xấu, nếu mà cái lực của em không mạnh, em sẽ bị người xấu cuốn kéo em vào cái thế giới xấu của họ. Khi mà em là một người có sức mạnh, em sẽ làm cho cái người sống bên cạnh em, trước đây họ là kẻ tầm thường, họ là kẻ ích kỷ, họ là kẻ xấu xa, nhưng khi em là cái người mà có đủ cái nguồn lượng, nguồn sức mạnh ấy, em sẽ làm cho người đó thay đổi, em sẽ làm cho người đó phải hướng về phía em. Khi mà ánh sáng của bạn tỏa sáng thì sẽ thu hút được rất nhiều những người cần ánh sáng đi về phía bạn. Còn khi các bạn lóe lên sáng một xíu xong các bạn lụt xuống tắt rụi luôn, người ta đang muốn đi tìm về các bạn nhưng mà cái viên ngọc của các bạn lụi xuống, người ta đâu có thấy được. Rồi bắt đầu bạn phụt lên sáng lên cái, xong rồi bạn lại tụt xuống. Nếu mà như vậy thì chồng của em chưa kịp tiến về phía em thì anh ta đã thấy em tắt đèn rồi, anh ta lại tối xuống. Hãy trở thành một người vợ luôn luôn sáng đèn. Em không cần phải mắng chồng, nhiếc chồng, cay nghiệt với chồng, vì cuộc đời em đã lỡ như thế rồi. Bây giờ em làm sao? Em phải là cái người phụ nữ luôn luôn sáng đèn, luôn luôn nói là những lời tốt đẹp, để chồng em luôn ở trong một cái trạng thái ở bên cạnh một người đàn bà có nhiều cái lòng yêu thương, nhiều cái lòng bao dung, nhiều cái tia sáng tích cực, để anh ta phải thay đổi mình, anh ta phải soi vào em để mà thay đổi bản thân. Em hiểu không? Em không thể nào đưa ra một cái ý là hôm nay tôi nói lời tốt đẹp với anh rồi anh phỉ báng tôi, tôi nghỉ khẽ ha. Tôi tốt đẹp vậy mà anh không nhận được thì thôi tôi nghỉ khẽ, anh cũng đâu có đáng đâu. Nếu mà em suy nghĩ như thế thì em đưa người ta đến giữa bờ sông rồi người ta nói em một câu tức tối gì đó, em đạp người ta xuống sông. Đấy, bản thân em cũng chưa thực hiện được cái công đức của em là cái sự nhẫn nhục, cái đức hạnh của em về cái sự cam nhẫn với chồng, và em chưa thắng được cái sự yếu đuối trong em. Em chưa phải là người mạnh. Người mạnh là cái người chiến thắng sau cám dỗ, người mạnh là cái người dẫn đầu, người mạnh là người tỏa sáng để cho những người khác bám víu, dựa hơi vào cái ánh sáng của bạn để trở nên tốt đẹp. Khi mà em đủ cái yếu tố tốt đẹp thì em ở bên cạnh một kẻ xấu xa, em cảm hóa được kẻ đó. Em hiểu không? Chỉ có tình yêu chân thật cảm hóa được biết bao nhiêu lỗi lầm của kẻ khác. Có những người xấu lắm em, ác lắm em, cả đời sống ác, sống khổ, sống tệ hại, nhưng mà vợ của người ta giống hệt như là một bà tiên,
một thiên thần sống giữa địa ngục trần gian. Nhưng mà dần dần người đàn ông đó nhìn thấy vợ, nhìn thấy cái sự cam nhẫn của người vợ, học hỏi được và cái cách nói chuyện của người vợ dần dần cảm hóa anh ta. Em nói mãi, cứ róc ra róc rách như là cái dòng suối, dòng nước, nó bào mòn được tảng đá. Người ta phá núi, tạo đường hầm cũng là bởi người ta khoan từng mũi khoan nhỏ. Em hãy xem cái việc thay đổi chồng là cái điều tích cực và tốt đẹp nhất mà em mang đến cho chồng. Em không thể bỏ chồng được, chứng tỏ là em rất yêu chồng. Vậy thì em hãy lấy cái lòng yêu thương của em để cảm hóa thay đổi người chồng của mình. Đúng không? Chúng ta không thể nào sống lì trong hôn nhân, chúng ta không thể nào sống trơ ra. Ôi chồng tôi như thế tôi kệ, rồi tôi cũng đau khổ chứ tôi đâu có được sung sướng. Vậy thì tại sao các bạn không siêng năng nỗ lực cuốc xới cái mảnh đất khô cằn của các bạn để cho nó tơi xốp lên, để mà bạn gieo những hạt mầm tốt đẹp vào đó, mà bạn cứ trơ ra. Ôi lì, tôi lì, chồng tôi như thế tôi cũng kệ, ôi sợ muốn làm sao thì muốn, ôi sợ chồng tôi sớm muộn gì cũng vào tù lần thứ hai. Nếu mà em sống như vậy là em buông trơ cuộc đời của em. Em đã không làm cho các con của các em ngưỡng mộ. Khi mà nói về một người mẹ, nếu mà đứa con của em nó viết ra một cái bài văn, nó nói là cha nó là một người rất hư, nhưng mà mẹ nó đã dùng cái ánh sáng trong tâm hồn của mẹ nó giúp cho ba nó trở thành một người tốt đẹp, cái điều đó nó sẽ làm chấn động anh ta, nó sẽ làm cho bản thân em được tốt đẹp hơn. Em trở thành một người mẹ vĩ đại trong mắt con, hãy trở thành một người mẹ vĩ đại trong mắt con mình. Hãy trở thành một người mẹ thành công khi mà cuộc hôn nhân của em không được thành công. Em phải chú trọng trong những lời nói, em phải nói ra những lời làm sao để cảm hóa, lay động và làm cho người khác cảm động vì cái lời nói của em. Đó sẽ là cái cách mà giúp em chuyển hóa được những cái nghiệp xấu. Em dẫn dắt một người sai trở thành tốt đẹp thì bản thân em phải là cái người có nghị lực, bản thân em phải dũng mãnh. Bằng cái tình yêu của em có thể làm được tất cả những điều đó. Em nên tin rằng cái việc mà em nói những lời tử tế với chồng, em nói những lời yêu thương với chồng, em nói những cái lời phước đức với chồng, em nói những lời lo lắng cho chồng. Em đừng có sợ là em nói ra như vậy rồi chồng em sẽ làm ngược lại. Em cứ nói thử đi, ngày nào em cũng nói những lời tốt đẹp, giống hệt như em gieo những bông hoa trên cái mảnh đá khô cằn, mảnh đất nó hoang tàn, được em xới hất tung những cái mảnh đá không cần thiết đi. Nguyên một mảnh đất toàn đá không, em nhặt những viên đá đó em vứt đi, thì cái mảnh đất đó nó dần dần nó sẽ có nhiều đất và không còn đá nữa. Khi mà em biết nói những cái lời tốt đẹp thì bản thân em sẽ được những cái phước đức về tiền bạc, em sẽ được những cái duyên mà chính bản thân em sẽ tự cảm nhận được. Chỉ có những người bất hạnh, chỉ có những người khổ đau, chỉ có những người bất an, chỉ có những người cảm thấy mình không thỏa mãn trong cuộc sống, họ mới nói những cái lời cay độc, em hiểu không? Còn cái người mà nói được những cái lời tốt đẹp, tuy rằng họ không phải là thiên thần, họ không phải là thánh, nhưng mà bản thân họ đã biết thay đổi và nói những cái lời an hòa đến với mọi người. Và khi mà các bạn hiểu đúng về cái lời nói ái ngữ, cái lời nói tốt lành trong cuộc sống, thì có những khi các bạn hiểu được như thế này này, đáng lẽ cái người đó muốn giết một người kia, nhưng vì trong lúc mà chuẩn bị ra tay ấy, cái người kia nói một cái lời cảm ơn, nói về cái việc mà cái người đó đã mang ơn cái người mà sắp có ý định giết anh ta, thì cái lời nói của cái người sắp bị giết ấy, người ta nói ra mà làm cho cái người kia ném con dao đi. Đấy, cũng là một lời nói, nhưng mà khi em biết cách nói, em sẽ cảm hóa được những người xấu trở thành người tốt đẹp. Chồng của em nếu mà không ngưng cái việc mà bán đá, gọi là bồ đà gì đấy, thì cái việc mà đi vào tù lần thứ hai thì cũng sẽ là một cái tương lai gần với anh ấy. Không bị xử bắn, không bị dựa cột, bịt mắt thì cũng đi tù dài hạn nhiều năm. Nếu mà còn thương chồng, em yêu chồng đến mức mà em có thể chờ chồng em ra tù được, thì tại sao em không biết làm như thế nào để chồng em yêu thương em? Em yêu chồng đến mức mà em có thể sống đi chết lại. Em yêu chồng đến mức mà em có thể nói là em sống bên cạnh một người đàn ông tệ như thế mà em còn không muốn bỏ. Vậy chứng tỏ là em có một cái tình yêu rất lớn. Vậy hãy dùng cái tình cảm của mình cảm hóa chồng. Hãy sám hối tu hành, tích đức hành thiện, vì em vẫn còn có những đứa con. Em hãy trở thành một người mẹ sáng, bừng sáng lên. Cái việc của em không cần phải nguyền rủa chồng em, mà em chỉ cần làm những điều tốt đẹp. Đừng có nguyền rủa bóng đêm, em chỉ cần thắp sáng cái bóng đêm đó lên là tự nhiên cái bóng đêm đó sẽ mất. Em cần một ngọn nến vào cái không gian đen tối, tự nhiên bóng đêm sẽ không còn. Em không cần phải nguyền rủa và than thân trách phận làm gì em nhé.
khi bản thân em đã cảm thấy em bị nghiệp chướng khi lấy chồng như thế. Em thấy đó, em sống trong cái cảnh vợ chồng đồng sang dị mộng, nghịch duyên, nhưng mà em vẫn cần phải nên sống tốt, phải khuyên nhủ chồng em, phải hủ hỉ. Tại sao mà em lại không chủ động? Có gì đâu mà phải xấu hổ, có gì đâu mà mắc cỡ. Chồng mình là cái người mình rất là thương, tại sao mình lại không nói được cái tình thương của mình ra bằng cái lời để mà mình cảm hóa? Mình là người rất tốt, mình là người hiền lành, mình là người tử tế, mà mình không biết nói chuyện. Chẳng ai biết các bạn tử tế và tốt lành ra sao. Nhân quả không nợ em nên em cũng không cần phải hận. Em cứ tập trung vào cái chuyện thay đổi chồng em, nói những lời tốt đẹp trong cuộc sống, rủ chồng em đi chùa, rồi tạo một cái cơ hội nào đó khiến cho nhiều người tốt đẹp đến với em. Đó, thì tự nhiên một ngày nào đó em sẽ thấy rằng chồng em có cái sự thay đổi. Khi mà cái giếng nước của bạn á mà không múc đi á, mà cho đi những cái nguồn nước ở trong một cái giếng, thì cái nước giếng mà không dùng thì nó sẽ hôi. Một con sông á mà không có khơi mạch á thì nó sẽ vướng vào cái tình trạng là ao tù. Chính bản thân bạn đang cột trói gia đình của mình trong một cái khuôn khổ mà bạn không có đưa được những cái tư tưởng tốt đẹp vào cho người đàn ông đó. Chính vì vậy mà người đàn ông của bạn đã không biết cách sống tốt hơn khi mà bản thân bạn chưa đủ sức mạnh để cảm hóa chồng. Bạn thì yêu chồng, bạn thương chồng, nhưng lại không biết cách nói chồng, nói chuyện với chồng để làm cho chồng yêu thương, làm cho chồng thức tỉnh. Thì bạn cũng thực sự chưa phải là cái người biết tu khẩu, tu phước, tu đức đâu em nhé. Bản thân bạn cần phải nên làm những cái điều tốt đẹp hơn nữa để cho chồng bạn thay đổi được nhiều hơn. Còn cái việc mà em mà muốn ly hôn với chồng để mà chồng đưa cho em một số tiền, mà chồng em thì lại không muốn cho em sử dụng cái số tiền đó. Chị nói với em rằng cái đồng tiền bất chính, khi mà em ăn vào nó, em nuốt vào nó rồi em cũng phải ói ra thôi. Bởi vì cái đó là cái điều không tốt lành, cái đó là cái việc mà sát hại gián tiếp vô hình những người khác để có được những cái đồng tiền đó. Cái đồng tiền mà khi làm ra không có tâm thì đồng tiền đó là đồng tiền ma. Khi em mà đã sử dụng đồng tiền ma đó, em sẽ bị nghiệp chướng. Chính vì vậy em cần phải suy nghĩ kỹ về cái vấn đề em muốn chồng em chia cho em cái số tiền mà anh ta tạo ra, anh ta làm những cái chuyện bất chính để đưa cho em, thì em khi mà nhận được những cái đồng tiền đó em cũng bị nghiệp chướng em nhé. Người ta nói rằng khi mà em tạo được đức, tự nhiên em sẽ có phước đến, tiền sẽ đến với em, em không cần phải đi tìm nó. Em cứ siêng năng làm những cái công việc của mình. Có những người, người ta làm thầy tu, người ta giảng bài về cái vấn đề là gia đình của người ta cũng rất là nghèo, gia đình người ta phải trốn nợ đi vào chùa tu, nhưng mà rồi được thầy sư trụ trì ở đó khuyên là về đi làm trả nợ. Thì cái người đàn ông đó cũng nói rằng làm sao mà trả nợ nổi, bởi vì người ta sợ nợ mới trốn vào chùa để tu trốn nợ, bây giờ lại đi ra ngoài đời làm sao mà trả nợ nổi. Vậy mà nghe theo lời sư trụ trì, về vừa niệm Phật vừa làm việc, vậy mà đã trả hết nợ. Đấy là một câu chuyện có thật của một vị cao tăng đã nói về gia đình của mình. Chính vì điều đó mà họ lại càng tin tưởng rằng khi mà sống làm ra đồng tiền, đồng tiền đó phải có tâm, thì đồng tiền đó mới mang lại cái phước đức, cái sự an lành cho chính bản thân người dùng đồng tiền đó và cho những người khác nữa. Gọi là đồng tiền nghiệp, đồng tiền nghiệt ngã, đồng tiền ác ma, đồng tiền không tốt đẹp. Nhưng khi các bạn biết làm ra đồng tiền tốt lành, biết làm ra những đồng tiền có phước đức, thì đồng tiền đó nó lại giống hệt như là cộng hưởng, cộng phước với cái người biết tạo ra những cái điều tốt đẹp đó. Sợ con mình bị báo ứng thì em phải sống tốt, phải hướng thiện, phải hướng chồng em ra khỏi cái vũng bùn nhầy lầy mà chồng em đang vướng mắc. Thì em sẽ là một người thiện tri thức với chồng em, chính em là cái người cảm hóa chồng em. Nếu em cảm hóa được chồng em sẽ được bước lên một cái bậc, gọi là bậc cao trong cái việc mà các bạn tu hành đấy. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu. Bây giờ mình không có phước, chưa có đủ đức để gọi là đứa con có hiếu với cha mẹ, bằng cái việc chúng ta không làm phiền cha mẹ thì cha mẹ đã mừng lắm rồi. Bây giờ sống riêng với chồng, có cái chồng nghiệp chướng như thế, thì bản thân em phải là cái người đủ sức mạnh, đủ ánh sáng để mà luôn luôn tỏa sáng cho chồng. Người ở bên cạnh ánh sáng đó ít nhiều cũng sẽ được cái ánh sáng từ vợ
lây ra, lan ra, làm cho con người anh ta không còn u tối, bớt nghiệp, bớt ác. Đó. Mình không thay đổi được người khác thì mình phải nghĩ ra những cái cách khác để cảm hóa họ. Em hãy nỗ lực cố gắng để thay đổi chồng. Khi mà chồng em thay đổi, em sẽ thấy cuộc sống của em sẽ có nhiều cái điều diệu duyên đến với em. Cái cách mà tôi hướng dẫn cho em sẽ là cái cách mà em nên làm và nên suy nghĩ một cách thấu đáo để em nhận được lợi ích. Tôi hy vọng rằng khi mà em làm, em thực hành những cái điều này và có lợi ích, tôi hy vọng rằng em sẽ quay lại phản hồi cho tôi về cái cách mà tôi hướng dẫn cho em trong cái lần tư vấn lần này. Rất là cảm ơn em đã dành thời gian, tiền bạc để tìm đến với tôi. Rất là thương em là cái người có hoàn cảnh không được khá giả, từ một viền vùng quê mà lấy chồng nghiệp chướng như thế mà vẫn nhún nhín để lại một cái số tiền như thế mà tư vấn với tôi. Tôi vẫn biết rằng ở Việt Nam có những người rất là nghèo, chưa có đủ năng lực để gặp tôi. Tôi cũng rất là thương cho những hoàn cảnh đó. Và tôi vẫn không có thể là làm ngơ với các bạn. Tôi vẫn có thể giúp đỡ các bạn bằng cách này hay cách khác. Nhưng mà nếu bạn biết cách tìm đến với tôi sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng em sẽ nỗ lực hơn, em sẽ đủ năng lượng để tỏa sáng, để giúp cho chồng em không còn đắm chìm vào trong u mê của đêm tối nữa em nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe ạ.